Dạ, chào mừng các anh chị quay lại với chương trình học miễn phí 1.000 từ vựng tiếng Anh thông dụng nhất. Theo Oxford thì đây là 1.000 từ vựng xuất hiện trong 89% nội dung của các giao tiếp hàng ngày các anh chị ha. Cái tần suất nó được xếp từ cao xuống thấp. Thì chúng ta có cái file mình có thể tải ở trên group hoặc lên website của eMAS gõ số 1.000 vào. Được nha. Thì chúng ta tải cái file tương ứng mà chúng ta cứ mỗi mỗi bài học như vậy chúng ta học 20 từ. Và hôm nay chúng ta học bài 19. Thì trước khi học bài 19 chúng ta sẽ ôn lại những gì chúng ta đã học trong bài 18 nha. Tại sao đầu mỗi video tôi hay nói vậy là bởi vì có một số anh chị không có học được cái những cái buổi đầu ha, vào ngang xương một cái bài nào đó thì còn biết cái chương trình mình là cái gì nha. Rồi, ok, thì chúng ta ôn lại những từ chúng ta học bài 18 cái gì nha. Rồi chúng ta có từ garden, garden, garden ha. Chúng ta có thể đọc nhẹ nhàng chữ garden bằng cách là garden, garden. Được chưa? Có nghĩa là vườn hoặc là làm vườn nếu nó là động từ hay gì ha. Rồi, ví dụ như là Grace bought some flowers from her garden. Their house had a small front garden. Cái nhà của họ có một cái vườn nhỏ ở phía trước. Nghe câu 1 tôi dịch là Grace mua cho chúng tôi một vài cái bó hoa. Ê, xin lỗi, mang cho chúng tôi một vài cái bông hoa từ cái vườn của cô ấy nha. Từ thứ nhất. Từ thứ hai chúng ta có gas, cái nghĩa phổ thông đó nghĩa là khí nha, khí nào đó chẳng hạn, ví dụ metan vân vân đấy. Nhưng mà gas tiếng Anh của người Mỹ nó có nghĩa là petrol, có nghĩa là xăng nữa ha. Ví dụ có gas station, được nghe. Certain gases are highly explosive, một vài loại khí thì rất là dễ nổ, để explosive là có tính chất nổ. Thì cái explosion là cái vụ nổ, sự nổ ha. It's 50 miles to the next gas station. Còn 50 dặm nữa thì đến cái trạm xăng kế tiếp. Nghe. Rồi, gas, gas. Ok. Sau có từ kế tiếp là general. Chúng ta có thể đọc ba âm hoặc hai âm cũng được. Ta có thể đọc general hoặc là general. Đều được hết. My general impression of the place was good. Cái ấn tượng chung chung của tôi về cái nơi đó thì rất là good, rất là tốt ha. Ta có generation, generation nghĩa là thế hệ, hoặc là generation còn là danh từ của generate, có nghĩa là cái việc tạo ra, việc sinh ra, được không? Yeah. This painting has been in the family for generations. Cái bức tranh này nó đã ở trong gia đình nhiều thế hệ rồi, được nha. Rồi ta có get, từ này thì quá trời nghĩa luôn ha, chúng ta chỉ học một số nghĩa cơ bản thôi, có nghĩa là có được cái gì đó ha, trở nên, hiểu, đến hoặc là bắt xe ha, trong trường hợp là get a taxi ví dụ như vậy nha. Where did you get your radio from? À, bạn lấy cái, bạn có được cái radio này từ đâu vậy? Your coffee is getting cold, cà phê của bạn nó đã nguội rồi ha, có nghĩa là nó trở nên lạnh rồi, được nha. Getting có nghĩa là trở nên cái gì ha. Dạ, chúng ta có get rất đơn giản ha, girl nó có âm l cuối, các anh chị để ý đa số chúng ta phát âm cứ g g mất đi âm l của chúng ta ha. Thì bây giờ là girl 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 ha, girl thì cái nghĩa mà phổ biến đó nha, là con gái, có nghĩa là ý mình nói không phải con trai đó, không phải là con gái, nghĩa là nữ đó ha. Dạ, nhưng mà ngoài ra cứ từ girl còn có nghĩa là daughter, có nghĩa là con gái theo cái nghĩa là con mà kêu bằng ba mẹ đó ha. Rồi chúng ta có my little girl is five, có nghĩa là đứa con gái của tôi, gái bé bỏng của tôi thì được 5 tuổi rồi. Nó giống như là my daughter is five, nghĩa tương tự vậy. A nice girl like your neat husband ha, một cái cô gái mà nice, dễ thương như bạn á ha, thì cần một cái tấm chồng như vậy. Girl girl, tôi đọc chậm thì các anh chị nghe rõ đó. Rồi chúng ta có động từ give ha, give là đưa, là cho, là trả tiền. They never gave me a chance to explain, họ không bao giờ cho tôi một cái cơ hội để explain, là để giải thích nha. Ta có glass nghĩa là cái ly để uống nước, cái gì glass nó có nghĩa là gì, là thủy tinh, nó có nghĩa là kính, được chưa? He drank a glass of fresh juice every day, anh ta uống một cái ly nước trái cây, nó gọi fresh có nghĩa là sao ta, là cơ bản là nước trái cây mà không có đường có gì hết, nó fresh á, tinh khiết kiểu vậy nha. Every day, rồi nha, mỗi ngày. Rồi
Cái có go nghĩa bình thường mà hầu như ai cũng biết đó là đi ha. Go nghĩa là bắt đầu. Ví dụ mình có thể nói với một đứa bé là now 3 2 1 go, có nghĩa là bắt đầu đó, start. À, nói go cho nó dễ ha. Rồi where you going, bạn đi đâu vậy? The go có nghĩa là một cái lần thử nào đó ha. Ví dụ George passed her driving test on her first go, trong cái lần thử đầu tiên là George nó đã đậu cái kỳ thi bằng lái rồi nha. Ta có từ go, từ này á thì nó khác cái từ đi ở chỗ nó có thêm âm l ở cuối về mặt phát âm, go, sau đó đưa lưỡi lên l, go, goal nghĩa là cái khung thành nha, được chưa, cái bàn thắng hoặc là cái mục tiêu. Only one goal was scored in the entire match. Nói nó đang nói cái trận Việt Nam đá với Nhật vừa rồi đó, chỉ có một bàn thắng được ghi ở trong suốt trận đấu in the entire match. But his goal is to open banks in 35 states by the end of the decade. Cái mục tiêu của anh ta là mở 30 ở ngân hàng ở 35 bang by the end, cho đến trước cái cuối của thập kỷ ha, decade, goal. Ok, và có từ good ha là tốt. The train service is not very good, dịch vụ của tàu hỏa thì không có tốt lắm nha. Chúng ta có government, government ha, government là chính phủ, chính quyền, sự cai quản. The government is planning to increase taxes. Chính quyền họ đang planning, có nghĩa là lên kế hoạch để increase, để tăng cái tax, tăng thuế nha. A new government was elected last October. Cái chính quyền mới được bầu ha, được bầu cử vào cái tháng 10 vừa rồi nha. Chúng ta có government, government ha. Chúng ta có great, great là tuyệt vời, là vĩ đại nha. Rồi. The movie was a great success. Cái bộ phim đó là một cái thành công vĩ đại ha. Okay, we had a great time last night at the party. Tôi có một cái khoảng thời gian rất tuyệt vời vào tối hôm qua ở cái party, ở cái buổi tiệc. Được chưa? Chúng ta có green, green, green là màu xanh à, hoặc là một cái thảm cỏ xanh, hoặc là mình nói là gì còn non xanh lắm, có nghĩa là thiếu kinh nghiệm đấy. Đã có raw coffee beans are green in color. Cái hạt cà phê mà còn tươi đó thì nó có màu xanh, mà xanh lá được nha. Rồi. Ground là có nghĩa là cái gọi là mặt đất, cái gì ground, một cái bãi đất rồi đó. Ngoài ra nó có nghĩa là lý do hoặc là cấm túc ai đó, có nghĩa là không cho đi đi đâu đó, mình giống như mình cách ly vậy đó ha. I sat down on the ground. Tôi ngồi xuống trên cái mặt đất rồi nha. The ground was covered with snow. Mặt đất được phủ đầy bởi cái tuyết. Yeah, ground, ground. Rồi ta có group, group là nhóm hoặc là gom nhóm, động từ nghĩa là gom nhóm. Frank was invited to be a member of the group. Frank được mời trở thành thành viên của nhóm. Yeah. Ta có grow là phát triển ha, là mọc lên. Cái cây cối thì mình dùng từ mọc, được nha. Con người là lớn lên ở đâu đó ha, mình nói thì đó là grow, grow up là lớn lên nè. It's hard to believe how much the kids have grown. Thật khó để tin là cái bọn trẻ lại lớn nhanh như thế nha ha. Rồi, farmers in this area grow mainly wheat. À, nông dân ở cái khu vực này trồng chủ yếu là lúa mì ha, wheat. Giờ chúng ta có growth là danh từ của từ vừa rồi. Growth là sự phát triển, sự tăng trưởng. The government is trying to limit population growth. Chính quyền đang cố gắng giới hạn cái sự phát triển về dân số nha. Ta có guess là đoán, là động từ hoặc là một cái lược đoán nào đó. I didn't know the answer, so I had to guess. Tôi thì không có biết câu trả lời nên tôi phải guess, tôi phải đoán được nha. She asked me to guess her age. Cô ấy bảo tôi là gì, phải đoán cái tuổi của cô ấy. Rồi chúng ta có từ gun nghĩa bình thường mà chắc ai cũng biết, đó là súng. Được nha. Ngoài ra có nghĩa là mình làm cho cái máy chạy thiệt nhanh ha, cái máy xe rồi đó ha. Thì cái nghĩa này tôi nghĩ ít phổ biến, nó thuộc dạng tiếng lóng ha. The
British police do not carry guns. Cảnh sát Anh thì không có mang theo súng. Rồi chúng ta có những cái từ của hôm trước ôn lại cái ha. Garden, gas, khí, gentle là chung chung, generation thế hệ, hoặc là cái việc sinh ra, việc tạo ra, get là có được hoặc là trở nên, girl là cô gái hoặc là con gái, give là đưa là trả cho ai đó, glass là gì? Cái ly thủy tinh hoặc là gì, thậm chí là glasses số nhiều là cái kính đó, thực ra cái cặp kính mình đeo đó, goal là đi, nè là một cái lượt thử, goal là khung thành, là bàn thắng, là mục tiêu, good là tốt, từ này quá dễ không phải nói nhiều, government, government là gì? Là chính quyền ha, great tuyệt vời, green là màu xanh lá, ground là cái mặt đất ha, rồi group là nhóm, grow là phát triển nha, tăng trưởng, growth là sự phát triển, sự tăng trưởng, guess đoán, gun là súng. Rồi bao nhiêu trong số anh chị cảm thấy ổn với cái bài cũ thì cái gì comment số 1, ai có câu hỏi gì thì mở mic lên hỏi. Ôn lại thì chắc chắn nó không có kỹ như chúng ta học mới ha, do đó chúng ta muốn học kỹ các anh chị hãy xem lại video hôm trước. Ha. Còn lại thấy ổn không? Nha. Comment giúp số 1 nha. Ok, hôm nay chúng ta học bài 19 cũng tương tự ha, 20 từ anh chị nha, rồi bao gồm phát âm, nghĩa và một số cái ví dụ liên quan. Chúng ta chỉ có thể làm được vậy thôi. Bởi vì 1.000 từ mà mình học nó quá kỹ thì tốn rất nhiều thời gian anh chị ha. Chúng ta có guy. Guy cái nghĩa mà thường thường người ta hay dùng đó, guy có chỉ một cái người đàn ông, một người nam. Nhưng mà thỉnh thoảng người ta có thể dùng guys số nhiều để nói chung chung luôn. Ví dụ mình đã hi guys, à chào các bạn, à chào tụi bay, kiểu như vậy á. Những đứa nhỏ nó hay nói chuyện với nhau, hi guys, à, kiểu vậy thì nghe chắc chắn là nó không có lịch sự bằng là gì, hi everyone, được chưa? Kiểu vậy, hi guys, how you doing? Hi guys, how you doing? Chào mọi người có khỏe không? Kiểu vậy. John is a nice guy when you get to know him. John là một cái người rất là tử tế khi mà you get to know him, khi mà bạn biết hiểu rõ về anh ta. There are some guy ở đây không phải là một vài người mà là một người nào đó, chừng nào là some guys thì mới là vài người, được chưa? Còn này số ít có nghĩa là một cái người nào đó who wants to talk to you, có ai đó muốn nói chuyện với bạn kia. Rồi vậy ai hiểu được từ guy vui lòng comment giúp tôi số 1. Chúng ta đếm luôn ha. Rồi các anh chị chờ tôi một xí. 30 giây. Ok. Rồi số 1 ha, xong rồi ha. Rồi chúng ta có từ kế tiếp có nghĩa hair là tóc hoặc là lông. Hair, hair. Rồi, I'm going to have my hair cut. À, thì tôi sẽ đi hớt tóc. Thì ở đây nó có động từ have something cộng với V3 hoặc VD, có nghĩa là nhờ ai đó làm giùm cái gì đó. Nó dạng bị động, đúng không? Còn các anh chị mà have someone do something, có nghĩa là nhờ ai đó làm gì. Đây nha. Còn cái này là chúng ta nhờ một cái thứ gì đó được làm. À, mình có thể dịch nghĩa đen nó vậy. À, have my hair cut, có nghĩa là nhờ ai đó cắt tóc cho mình nè. Vậy thì cut thì nó ở dạng là V3 anh chị ha. Rồi, she has beautiful blonde hair. Cái từ blonde các chị có thể bỏ âm meo ngoài sau cũng được, nghĩa tương tự ha. Cô ta có mái tóc vàng rất là đẹp. I got quite a surprise when I saw her with short hair. Tôi got a surprise, tôi khá ngạc nhiên khi tôi thấy cô ấy với mái tóc ngắn. How do you keep your hair in such perfect condition? Bằng cách nào mà bạn giữ tóc của mình ở trong cái trạng thái hoàn hảo như thế, trạng thái tuyệt vời như thế nha. Giờ ta có hair. Vậy ai hiểu được từ hair rồi thì vui lòng comment giúp tôi số 2. Đối với những từ như thế này thì nó rất là dễ bởi vì nó đơn nghĩa, từ loại nó cũng có gì một một từ loại nha, nên rất là dễ hiểu nha. Có những cái từ nó rối lắm, cái gì tùm lum từ loại thì nó hơi khó hiểu hơn ha. Hair. Rồi.
ta có half có nghĩa là phân nửa, ha, half một nửa. Ngoài ra nó còn có nghĩa là hiệp thi đấu đó ha, ví dụ một trận bóng đá đó mình có là first half, second half, hiệp một thì hiệp hai đó nha. Một nửa hoặc là half có nghĩa là nửa giờ, là 30 phút. My son is 3 and a half now. Con trai tôi is 3, là 3 tuổi, and a half là và nữa, có nghĩa là 3 tuổi rưỡi ấy. Bây giờ thì con trai tôi 3 tuổi rưỡi. My son is 3 and a half now. If you look at our members, nếu mà bạn nhìn vào các thành viên của chúng tôi đó, at least half are women, ít nhất là một nửa là women, là phụ nữ. We just sat and talked for half an hour or so. Chúng tôi chỉ ngồi và nói chuyện for half an hour, nửa giờ hay gì đó, now or so hay gì đó. The only goal was scored early in the second half. Cái bàn thắng duy nhất được ghi vào đầu của cái hiệp 2, second half là hiệp 2 anh chị ha. Rồi, ok. Vậy ai hiểu được từ half, các anh chị vui lòng comment giúp tôi số kế tiếp ha. Số 3 gì đấy. Ok, half có nghĩa là phân nửa, nửa giờ hoặc là một cái hiệp thi đấu. Nghe chưa? Rồi chúng ta có hand là bàn tay cái gì ạ? Hand. Arm là cánh tay, được chưa? Còn hand là cái bàn tay. Ngoài ra động từ có nghĩa là trao cho ai cái gì đó, có nghĩa là dùng tay để trao cho ai cái gì đó. Được chưa? Nói rồi. Hand. The Jenny waved a hand to attract his attention. Jenny waved a hand là vẫy cái bàn tay, để get to attract his attention, để thu hút cái sự chú ý của anh ấy. She covers her face with her hand. Cô ta che mặt lại với her hand, bằng cái bàn tay, được chưa? If you know the answer, raise your hand. Nếu bà biết cái câu trả lời thì hãy giơ tay, raise your hand, giơ tay như thế này. This form must be handed to all employees. Cái form này nè, cái đơn này phải được trao cho all employees, tất cả cái nhân viên. Vậy ai cảm thấy hiểu được từ hand thì vui lòng comment số kế tiếp giúp tôi. Nó chỉ có hai nghĩa chính thôi, đó là bàn tay hoặc là trao tay cho ai đó, rất đơn giản cái này ha. Rồi hand. Rồi chúng ta có từ hang, âm cuối là âm ngờ, hang. Hang là treo, được chưa? Treo. Ví dụ như chúng ta muốn treo cái gì đó lên móc rồi đó thì chúng ta dùng từ hang ha. Rồi ngoài ra nó có nghĩa là treo cổ, nếu như không nói treo cái gì đó thì nghĩa nó là treo cổ tự tử đó, rồi nó rủ xuống nha, hoặc là nó lơ lửng ở trong không khí anh chị ha. Philip hung his coat on a hook behind the door. Philip mới treo cái gì, cái coat, áo khoác trên cái hook, cái móc ở behind the door, ở phía sau cửa. Philip hung his coat on a hook behind the door. He was found guilty and hanged later that year. Anh ta được phát hiện là phạm tội và treo cổ sau đó, later that year, trong năm. Thì có nghĩa là sau đó trong cùng năm. Thì hang có nghĩa là không nói gì hết, nghĩa là treo cổ đấy anh chị ha. The branches hung heavy with snow. Cái cành cây nó nặng trĩu với snow, có nghĩa là nó quằn xuống. Cái nghĩa này thì nó cũng mà nó không có phải phổ biến lắm, là biết thì tốt, không biết thì thôi vậy ha. The branches hung heavy with snow. Những cái cành cây chịu nặng với snow là tuyết. Smoke from houses hung above the village. Cái những cái khói của các cái ngôi nhà thì lơ lửng ở trong ở trên cái ngôi làng. Thì có nghĩa là khói nó bay lơ lửng đó thì mình dùng từ từ hàng, nhưng mà quá khứ của nó, cái này là v v hai v ba đó ha, hằng là v2. Chúng ta có thể tra từ điển ha để chúng ta biết được nó là có quy tắc hay là bất quy tắc. Chúng ta có thể nhìn đây, hàng v3 đâu rồi, đây v2 v3 đây. Ok, ai hiểu được từ này vui lòng comment số kế tiếp giúp tôi ha. Đây có số số 5 đúng không? Rồi hàng ngừng em cuối lòng là hàng. Good. Chúng ta có từ happen, là happen là xảy ra, ở kia hoặc tình cờ. It's impossible to predict what will happen next. Thật là không thể, bất khả thi để mà đoán xem cái chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp. It's impossible to predict what will happen next.
We'll still be friends whatever happens. Chúng tôi vẫn sẽ mãi là bạn dù chuyện gì có xảy ra. We'll still have still be friends whatever happens. I happened to see Hannah at the store today. Happened to see có nghĩa là vô tình, được chưa? Tình cờ. Happened to cái gì đó nghĩa là tình cờ. Vậy ai hiểu được từ happen? Vui lòng comment số kế tiếp giúp tôi ha. Happen. Ok. Rồi. Nói từ happy. Chứ không phải là happy đâu, mờ phở cái gì. Happy nghĩa bình thường nó là hạnh phúc. Ngoài ra nó có nghĩa là vui sướng, nghĩa mà thông dụng nó là vui sướng. Được nha. They had a long and happy marriage. Họ có một cái cuộc hôn nhân dài và happy và hạnh phúc. I loved her and thought I could make her happy. Tôi yêu cô ấy và nghĩ rằng tôi có thể làm cho cô ấy hạnh phúc. Được nha. I'm quite happy doing what I'm doing. Tôi rất là hạnh phúc khi làm những cái việc mà tôi đang làm. Most children's stories have happy endings. Hầu hết các cái câu chuyện của trẻ em thì đều có cái happy endings, có nghĩa là kết thúc có hậu á nhỉ ha. Happy endings, kết thúc vui đó, kết thúc có hậu đó. Most children's stories have a happy endings. Have happy endings. Ok, ai cảm thấy hiểu từ happy thì comment số kế tiếp. Từ này quá quen thuộc nên tôi nghĩ là dễ đối với các anh chị ha. Rồi, chúng ta có từ hard. Chúng ta nhớ âm A này, âm A dài, hard. Sau đó chúng ta mới bật ram the hard. Tiếng Anh của người Anh họ không đọc âm R này, nghe họ bỏ luôn âm R. Ta có thể xem thử. Trong chữ viết có R, nhưng mà tiếng Anh của người Anh họ không đọc âm R. Tiếng Anh của người Mỹ họ đọc âm R, nghe thử giọng Anh là hard. Mỹ là hard. Hard. Cái này nghe được âm R. Có nghĩa là cứng, nghĩa là chăm chỉ, là khó khăn. Hitting the clay makes it hard. Heating là làm nóng, được chưa? Heat là nóng, nha, làm nóng. The clay là đất sét đó, makes it hard, làm cho nó cứng lại. Có nghĩa là nếu chúng ta nung đất sét thì nó sẽ bị cứng lại, được chưa? You'll have to make some hard decisions. Bạn sẽ phải thực hiện một vài cái decision là quyết định hard, khó khăn, được chưa? You'll have to make some hard decisions. I had a hard time persuading him to accept the offer. Tôi phải có một cái thời gian rất là khó khăn để persuading, để làm gì thuyết phục anh ấy to accept the offer, chấp nhận cái lời đề nghị. I couldn't convince him no matter how hard I tried. Tôi không thể thuyết phục anh ta dù tôi có cố gắng thế nào đi nữa, no matter how, dù thế nào. No matter how hard I try, dù tôi có cố gắng thế nào đi nữa. Vậy thì bao nhiêu số anh chị hiểu được từ hard? Vui lòng comment giúp tôi số kế tiếp. Hard là chăm chỉ, là cứng, là khó khăn nha. Very hard. Ok, that's good. Số mấy rồi? Số 8 rồi hả? Số 8 rồi. Ta có từ have. Từ này khá nhiều người phát âm sai ha. Have. Chứ không phải là help đâu. Have. Để chúng ta nghe thử nè. Rồi. Have. Giọng Anh nghe rõ ma hơn have. Mỹ là have. Have. Ok. I don't have any money. Tôi không có đồng xu nào hết ha. Không có bất kỳ đồng tiền, miếng tiền nào hết ấy. Don't have any money. I haven't visited London before. Thì từ have ngoài nghĩa là có thì nó còn là một cái động từ khiếm khuyết, được chưa ha. Nó đi với một cái VED V3 để chỉ thì hoàn thành, hiện tại hoàn thành. Ví dụ I haven't visited London before, câu này là gì? Sử dụng thì hiện tại hoàn thành, có nghĩa là trước đây tôi chưa bao giờ thăm London ha. Your life changes dramatically when you have a baby. Cái cuộc sống của bạn sẽ changes dramatically, sẽ thay đổi một cách kinh khủng ha. Một cách là gì? Chúng ta có drama là gì, là mình thấy như vướng vào những cái drama ở trên mạng á, là vướng vào những cái nó giống như scandal vậy đó ha. Nó gọi là những cái bi kịch đó các anh chị ha. Dramatically là thay đổi là kinh khủng, được chưa? When you have a baby. Vậy câu này dịch sao? Cái cuộc sống của bạn sẽ thay đổi lớn khi mà bạn có con.
We are having a wonderful time here in Paris. Chúng tôi có một cái khoảng thời gian rất là tuyệt vời ở ngay tại Paris, ngay tại đây, Paris nơi đây. Vậy thì ai hiểu được từ have, vui lòng comment số kế tiếp giúp tôi ha. Have. Ok, chúng ta có từ he. Từ này thì quá dễ rồi, mới học tiếng Anh đã học rồi. He, nó là một đại từ ha. Thế cho một cái danh từ ngôi thứ ba số ít, có nghĩa là một người thôi nhưng mà không có mặt ở đây và là giống đực nha, có nghĩa là nam đó. Cái đó mình có thể dịch là anh ấy, ông ấy nha, anh ấy, ông ấy. Rồi. Ok, còn nghe đúng không? Còn nghe comment giúp tôi số 9 nha, tôi thấy nó báo mạng hơi yếu đó. Comment số 9 giúp tôi. Ok, cái gì còn nghe không? Nó mới báo là mạng hơi yếu, không có stable, unstable ha, không ổn định đó. Anh chị nào còn nghe thì comment giúp tôi số 9 ha. Nghe không các anh chị? Ok, good, thank you. It was he who first suggested the idea. Chính anh ấy là người đầu tiên đề nghị cái ý tưởng đó. It was he who first suggested the idea. Everyone should do what he considers best. Mọi người nên làm những gì ta cho rằng tốt nhất. Everyone should do what he considers best. I discovered that Ted wasn't a he, but a she. Ngoài ra he nó có nghĩa là gì? Là nam, là giống đực, được không? À, tôi phát hiện ra là Ted không phải là đàn ông, mà là đàn bà, được chưa? But a she, có nghĩa là không phải giống đực, mà là giống cái, kiểu vậy ha. Wasn't a he, but a she. Anh hiểu nha, đó là cái cách để mình có vẻ như nó cũng là một cái dạng tiếng lóng á, chứ nó không phải là chính thức đâu. Yeah, ok. Vậy ai cảm thấy hiểu được từ he, vui lòng comment giúp tôi số kế tiếp nha. He, hình như số 10 đấy. Rồi, chúng ta có hat, có nghĩa là cái đầu của mình là hat, hoặc là cái người đứng đầu một cái tổ chức nào đó, hoặc là hat là đi về một cái hướng nào đó ha. Đi về. Dài, nó bị rớt mạng đó các anh chị. Các anh chị nghe rõ thì các anh chị vui lòng comment lại giùm tôi ha, số 10 nha. Số 10 cho từ he. Rồi, ok, thank you. Nó hơi xa cái mạng ấy, tôi mới đổi mạng này. Ok, thank you. Rồi chúng ta có từ kế tiếp với gì? Hat. Hat là cái gì? Hat có nghĩa là à. Không nghe đúng không? Rồi, ok, giờ nghe rồi đúng không? Hello. Giờ nghe chưa? Anh định nghe chưa? Hello, yeah, nghe, ok, good, thank you. Rồi ta có từ head, có nghĩa là cái đầu của chúng ta nè. Nó có nghĩa là gì? Là đứng đầu của một tổ chức nào đó, được chưa? Hoặc là nó có nghĩa là hướng về, đi travel về một cái hướng nào đó, được nha. Ví dụ chúng ta có he kissed the top of her head. Người ta hôn vào cái đỉnh đầu nha, của cô ấy, có nghĩa là hôn trên đây, anh chị ha. He kissed the top of her head. Dinner will cost $20. Hoặc là per head. Cái thì có thể nó per head hoặc là a head cũng được. Head ở đây có nghĩa là đại diện cho người, là một đầu người đó, chứ không phải là cái đầu không ha. Lấy nó là một người đó. A head có nghĩa là a person đó nhỉ ha. Rồi dinner will cost $20 per head. Là cái buổi tối á, sẽ tốn chi phí là 20 đô cho một người. Janet is now the department. Nha, cái này hay nè. Rồi chúng ta có từ này ha, department là danh từ. Rồi chúng ta coi thử nè, department đây là danh từ, department department. Rồi chúng ta coi tính từ đầu sao ha, tại vì mình bổ nghĩa cho head mà ha. Departmental Departmental là do nó đọc thờ đứng sau n bị nuốt mất trong tiếng Anh người Mỹ ấy nhỉ. Ví dụ như 20 đọc là 20 ha. Chúng ta có internet, chúng ta là internet, center, center. Ok, nghe thử giọng Anh nè. Departmental. Departmental, departmental. Rồi, vậy chúng ta có Genesis now departmental head. Có nghĩa là gì? Là trưởng phòng. Hoặc là is the head of the department, cũng vậy thôi các chị ha. She had one of Britain's leading travel firms, là cô ta đang head
cô ta đang nắm vậy gọi là gì lãnh đạo đó, dẫn đầu one of the Britain's leading travel firms, là một trong những cái công ty về travel đứng đầu hàng đầu của Britain là của Anh, nghe chưa? She leads one of the Britain's leading travel firms. The ship was heading to Cuba. Cái thuyền nó đang heading là hướng về phía Cuba, Cuba. Vậy ai cảm thấy hiểu được từ head, vui lòng comment giúp tôi số kế tiếp với nghĩa head. Ok. Các anh chị có nghe bị ồn không? Các anh chị nghe rõ không? Ai ai cảm thấy nghe rõ, ok, ổn thì comment giúp tôi thêm số 11 lần nữa đi. Rõ, ok, good, thank you. Thì nó có cái con mèo nó hơi quậy quá, tôi sợ anh chị nghe không rõ. Rồi ra có health. Cái cách đọc từ này là sao? H E nè, he. Sau đó đưa lưỡi lên L, health. Health. Sau đó mà mới đưa lưỡi ra ngoài cái ông thờ ha. Vậy thì nếu như chúng ta đọc health mà không có đưa lưỡi ra ngoài, chúng ta để đưa lưỡi ra âm L thì nó mới từ này thôi. Health. Rồi, tuy nhiên là gì? Cái từ này chúng ta thấy cái khúc trước ta nó giống như từ vừa rồi, health. Nhưng mà chúng ta phải đưa lưỡi ra âm thờ đó. Health. 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 Được chưa? Health có nghĩa là sức khỏe, thể chất. Regular exercise is good for your health. Cái regular exercise, việc tập thể dục thường xuyên is good for your health, là tốt cho sức khỏe của bạn. I had to give up on drinking for health reasons. Tôi phải give up là gì? Là từ bỏ, giống như quit là từ bỏ. Drinking là việc uống uống rượu đó, for health reasons là vì lý do sức khỏe. Tôi phải từ bỏ việc uống bia rượu vì lý do sức khỏe. Được chưa? I had to give up drinking for health reasons. I'm worried about my husband's health. Tôi lo lắng về cái sức khỏe của chồng mình. I wish you health and happiness. Tôi chúc nha, cái này wish không phải là ước mà là chúc. Ví dụ như we wish you a merry Christmas. À, chúng tôi chúc cho bạn một cái merry Christmas, à, một cái Giáng sinh an lành, Giáng sinh vui vẻ gì đó. Yeah. Vậy I wish you health and happiness. Tôi chúc cho bạn có sức khỏe và hạnh phúc. Vậy ai cảm thấy hiểu được từ health? Vui lòng comment số kế tiếp với nghĩa health. 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 Ok. Rồi rất tốt, ta có từ here. Từ này đồng âm với từ ở đây anh chị. Here là ở đây và here là nghe thấy, là đồng âm nhau. Chúng ta phân biệt từ listen và từ hear. Listen là cái hoạt động lắng nghe một cái gì đó có chủ chủ đích, còn hear có nghĩa là nó lọt vào lỗ tai của mình gọi là hear. Thường nó có nghĩa là nghe thấy một cái gì đó. Có thể các anh chị cố gắng listen nhưng các anh chị không có hear cái gì hết, không nghe bất cứ cái gì hết. Đúng không? Ví dụ mình nói I'm listening but I can't hear anything. Tôi đang lắng nghe này, có nghe gì đâu. I can't hear anything. Ví dụ vậy nha. Do đó hear đây là nghe thấy nha, có nghĩa là nó lọt vô lỗ tai mình đó. My grandfather is getting old and can't hear very well. Ông của tôi đó is getting old, dần dần trở nên già. Có get hồi nãy mình mới học là trở nên già rồi. And can't hear very well, và không thể nghe tốt được. An audience gathered to hear him speak. À, thật ra trong tình huống này á là to hear nó giống như to listen to him vậy đó ha. To listen to his speech cũng được ha. Rồi một cái nhóm khán giả tụ tập lại được chưa? Để hear him speak, nghe anh ta nói. We don't hear anything from him these days. Chúng ta không nghe bất cứ thứ gì về anh ta dạo gần đây, these days là gần đây, được chưa? Ok, vậy ai hiểu được từ hear thì vui lòng comment giúp tôi số kế tiếp. Hear là nghe, hear. Rồi chúng ta có từ heart. Các chị có nghe nghe đúng không? Vẫn đang nghe đúng không? Rồi. Nhớ comment để ngắm thứ tự gì ha. Ta có từ heart, heart. Thì cái từ này khác cái từ vất vả ở chỗ là cái từ vất vả cuối nó làm đờ, còn này cuối nó làm thờ cái gì? Ví dụ mình nói you know I work very hard, hard. Em cuối nó làm đờ, còn này làm cuối là âm thờ heart, heart. Nghĩa là trái tim, cái nghĩa đen của nó là trái tim. Vậy ra ngoài ra nó có nghĩa là tấm lòng, cái lồng ngực của chúng ta. The only sound inside was the beating of his heart. The only sound inside was the beating of his heart.
cái âm thanh duy nhất ở bên trong đó là chính là cái tiếng đập của trái tim anh ấy. The doctor had an extremely kind heart. Bác sĩ có một cái trái tim cực kỳ là nhân từ ha, extremely kind heart. He put his hand on his heart. Ta đặt tay lên ngực, lồng ngực, từ cho his heart. Chứ phải đặt tay trên trái tim nha. The smoking increases the risk of heart disease. Cái smoking, hút thuốc đó, increases, làm tăng the risk, nguy cơ of heart disease, của bệnh tim, được chưa? Vậy mình dịch lại, mình đọc lại là smoking increases the risk of heart disease. Vậy ai hiểu được từ heart, vui lòng comment giúp được số kế tiếp với nhỉ? Heart. Ok, chúng ta có từ heat, có nghĩa là độ nóng, có nghĩa là làm nóng lên. Đây nó bị thiếu nè, thiếu cái ghi là động từ nữa, ngoài là danh từ nó còn là động từ nữa, ha. The heat is very hot weather. The heat is very hot weather. Có nghĩa là gì? Nhiều người hơi rối rối câu này. Khi chúng ta sử dụng cái cụm từ the heat, có nghĩa là chúng ta đang nói đến hot weather. Ví dụ tôi không thể chịu cái this heat, hoặc là the heat, có nghĩa là tôi không thể chịu cái hot weather. Được chưa? Very hot weather. The heat có nghĩa là cái thời tiết rất là nóng. If you heat water to 100 degrees Celsius, it turns to steam. Nếu bạn heat, đun nóng water to 100 degrees Celsius, nếu bạn đun nóng cái nước lên tới 100 độ C, it turns to steam, nó sẽ chuyển thành dạng hơi, hơi nước. Steam là hơi nước, cái này ha. She didn't pay her bills, so they turn off the heat. À, họ không có trả bill, được chưa? Do đó họ gì? They turn off the heat. Họ tắt cái máy heat ha. The heat in the desert was incredible. Cái độ nóng ha, ở cái desert là cái sa mạc, was incredible, rất là thật là không thể tin nổi. Incredible là gì? Không thể tin nổi. Có nghĩa là khủng khiếp mà mình không thể tưởng tượng ra, nó kiểu vậy. Rồi ai hiểu được từ heat, vui lòng comment giúp được số kế tiếp với anh ha. Heat là độ nóng, là làm nóng đó đây nha. Ok, ở các anh chị qua bên Mỹ, các anh chị sống ở những cái vùng lạnh đó, khi người ta đề cập đến cái heat, có nghĩa là người ta đề cập đến máy sưởi trong nhà đó các anh chị, nó còn có nghĩa như vậy nữa ha. Rồi nó có heavy là nặng ha, heavy là nặng nhọc, và mình có thể nói là nhiều việc ha. Ví dụ một cái heavy day là một cái ngày có nhiều việc, kiểu vậy ha. Rồi heavy, khó bay hơi. These books are too heavy for me to carry. Những cái quyển sách này rất là heavy, rất là nặng, quá nặng để mà tôi có thể carry, là mang đi. Heavy rain has caused flooding in many areas. Là cái heavy rain, mưa lớn, has caused, là đã gây ra, a flooding là lũ lụt, in many areas, ở nhiều khu vực. Heavy rain has caused a flooding in many areas. It's been a heavy day and I'm tired. Đó là một cái ngày rất là nặng nhọc, rất ngày rất là busy, rất là nhiều công việc. The air is heavy with their perfume. Cái air, không khí đang rất là nặng, cái mùi perfume, nước hoa kiểu như vậy. Có nghĩa là nó không bay hơi đi được. Mình dùng lời heavy. Rồi ai hiểu được từ này thì comment giúp tôi số kế tiếp mà. Nó đơn giản, cái nghĩa dễ hiểu nhất là heavy là nặng nhọc các anh chị nha. Rồi chúng ta có từ help. Vậy thì chúng ta có từ vừa rồi sức khỏe đó. Khúc trước nó vẫn là health, nhưng mà nó cuối cùng nó làm thờ health. Còn cái này là đầu nó là health, nhưng mà kết thúc nó làm thờ help. Help là chưa có động thờ. Bây giờ help. Thành nhau nha. Nghĩa là giúp đỡ, sự giúp đỡ, được chưa? Hoặc là nhịn cái gì đó, có nghĩa là mình kìm nén bản thân lại ha, mình gọi là help. Rồi, she helped the old man across the road. Cô ta help the old man. Cô ta giúp một cái người đàn ông lớn tuổi, già đó, across, băng qua the road, đường. Cô ta giúp một người đàn ông lớn tuổi băng qua đường. She helped the old man across the road. We received no help
from the police. Chúng tôi không có nhận được sự giúp đỡ từ police, cảnh sát. She gets no help from her husband. Cô ta không có nhận sự giúp đỡ từ cô ta không có được sự giúp đỡ từ her husband là chồng của cô ta. She needs urgent medical help. Cô ta cần cái urgent là gọi là khẩn cấp đó, urgent medical help hay sự giúp đỡ về y tế khẩn cấp. Thì các anh chị thấy ở trong cái gọi là time management, chúng ta phải balance giữa cái việc là gì urgent và cái việc important, được chưa? Cái urgent là việc gấp, còn important là việc quan trọng. Chúng ta có urgent là gấp rút, cần thiết, khẩn cấp nha. I could not help laughing. Tôi không thể nhịn được cười. Help có nghĩa là nhịn nữa. Vậy ai hiểu được từ help? Vui lòng comment giúp tôi số kế tiếp. Help. Help. Dễ ha. Help là giúp đỡ, là nhịn được nha. Help. Rồi chúng ta có từ kế tiếp là her. Nghĩa là gì? Là cô ấy. Nha. Nó có thể là một cái đại từ hoặc là một cái tính từ sở hữu cái gì ha, ví dụ như là tell her thì lúc đó đại từ làm tân ngữ, nhưng mà mình có thể là her house, her car thì lúc đó nó là tính từ sở hữu cái gì nha. Yeah. Her top speed is about 110 miles an hour. Cái vận tốc mà tối đa, được chưa? Cái vận tốc mà top là cao nhất của cô ấy is about 110 miles an hour là 110 dặm nha, 1 giờ. Các anh chị hình dung 1 dặm nó khoảng cây số 6 gì nha. I'm sorry about her leaving. À, tôi rất lấy làm tiếc về cái sự ra đi của cô ấy. I'm sorry about her leaving. I saw her this morning. Tôi gặp cô ấy sáng nay. She is also hurting her boyfriend. Cô ta cũng hurting là làm tổn thương, hurt là đau, là làm đau ai đó, để cho làm tổn thương her boyfriend là bạn trai của cô ấy. Và ai hiểu được từ her thì vui lòng comment số kế tiếp. Từ này quá dễ, quá thông dụng, tôi tin rằng ai cũng hiểu. Rồi ta có từ kế tiếp là từ hear. À, từ này đồng âm với từ nghe, các anh chị nghe thấy hear, thì kia là ở đây, ở nơi này, thì kia. Vậy các anh chị thấy là cái here hay từ này với từ kia đồng âm nha, nó là ở đây có nghĩa là nó là gì, trạng từ, được chưa? Trạng từ thì there là đằng kia, here là ở đây này nha. Rồi I'm surprised to see you here. Tôi rất là ngạc nhiên to see you here, khi mà thấy bạn ở đây này nha. À, các anh chị biết là happiness is now and here, hạnh phúc là chính nơi này, à, và ngay thời điểm này, được chưa? Tỉnh thức đấy. À, I'm surprised to see you here. Tôi surprised, tôi ngạc nhiên khi thấy bạn ở đây. What are you doing here? Bạn làm gì ở đây vậy? Come on, I'm over here now. Now, I'm over here. Tôi đây này. Rồi here is the book you wanted. À, đây là quyển sách mà bạn muốn nè. What is important is the here and now. Cái điều quan trọng là ngay tại đây và chính cái thời điểm này, chính thời khắc này. Này kia. Đó gọi là sống tỉnh thức đó à. Rồi ok, here and now, anh hiểu được từ này here. Các anh chị comment giúp tôi số kế tiếp here. Rồi chúng ta có herself. Herself là nó gọi là đại từ phản thân, ý nó là chính cái cô ấy hoặc là chính bà ấy, tự bà ấy làm chứ không phải ai, kiểu vậy ha. She kept telling herself that nothing was wrong. Cô ấy vẫn cứ tiếp tục nói với chính mình là ra rằng nothing was wrong, không có gì, không có gì bất ổn cả. Now she kept telling herself that nothing is wrong. Chúng ta lưu ý từ này không đọc là nothing mà là nothing cái gì ha. Ngắn là nothing. Nothing. Tuần sau tôi có khai giảng lớp chuẩn giọng đó, có nghĩa là học phát âm giọng Mỹ rồi ngữ điệu rồi đó. Nothing. Anh chị nào quan Nothing. tâm thì anh chị mình gọi hotline để mình nhờ tư vấn nha. She made herself a cup of coffee. Cô ta tự pha cho mình a cup of coffee, một tách cà phê. Mary didn't feel good about herself. Mary không có cảm thấy tốt, cảm thấy khỏe về bản thân mình about herself. She looks herself again after the operation.
Cô ta nhìn lại chính mình. I looked herself again. Một lần nữa. After her the operation. Sau cái operation là cái phẫu thuật. Vậy thì ai hiểu được từ herself thì vui lòng comment số kế tiếp. Rồi thì tất cả những từ chúng ta học ngày hôm nay, guy nghĩa là gì? Thường bàn đến một cái người con trai, một người đàn ông, nhưng mà có thể là dùng chung để chỉ là people nói chung ha. Guy, hair là tóc hoặc là lông, rồi half là nửa hoặc là nửa giờ hoặc là 30 phút đấy, half hoặc là cái hiệp thi đấu. Hand là cái bàn tay, động từ có nghĩa là trao tay cho ai đó. Hang, hang là treo hoặc là treo cổ. Happen là xảy ra. Happy là hạnh phúc hoặc là vui. Hard là gì? Vất vả. You know I work very hard. Bạn biết không, tôi làm việc rất là vất vả, hard. Hoặc là cứng, cái gì đó cứng, à, nó không có mềm, nó trái nghĩa với từ mềm này kia. Rồi have là gì? Là có. Ngoài ra nó có nghĩa là gì? Nó là một cái động từ khiếm khuyết, đi chung với V3, VD để chỉ hiện, để chia thì hiện tại hoàn thành. He là anh ấy. Rồi head là cái đầu, hoặc là gì? Là người đứng đầu một cái tổ chức nào đó, một phòng ban nào đó, hoặc là head là hướng về một cái nơi nào đó, đúng không? Rồi chúng ta có health là gì? Là sức khỏe. Hear là nghe. Heart là trái tim, là lồng ngực, được chưa? Rồi heat là độ nóng, hoặc là heat có nghĩa là làm cho nó nóng lên, được chưa? Rồi chúng ta có heavy là nặng, nghĩa phổ biến nhất là nặng. Heavy có nghĩa là busy, được chưa? A heavy day là một cái ngày rất là busy. Help, help là giúp đỡ, sự giúp đỡ. Her là cô ấy. Here là ở đây. Herself là chính cô ấy, chính bà ta, tự tự cô ấy ha, kiểu như vậy. Rồi ai cảm thấy ngon lành ha, có nghĩa là mình hiểu rồi, mình comment giúp từ ok cái. Anh chị nào có thắc mắc gì thì mình hỏi nha, có thắc mắc gì thì mình hỏi. Rồi ok, nếu không có câu hỏi gì thì một người thôi, tôi cần một người. Hôm nay có học được cái gì mới không? À, ai xung phong phát biểu đi. Anh chị hôm nay có học được một cái từ nào đó mới, nghĩa nào đó mới, hoặc cái câu nào đó mới đối với mình không? Thì mình phát biểu giúp ha. Một người thôi. Rồi xin mời xung phong đi. Dạ, Nguyễn Thị Thúy nè, đợi gọi không à. Rồi. Hôm nay học có học được một cái ý nào đó mới ha, trong bài hôm nay không chị Thúy à? Dạ, tới hôm nay em học được từ half, ví dụ nói 3 tới rưỡi nên sẽ nói 3 and a half. Lâu nay là em muốn nói 3 tới rưỡi nên để nói sao? Ok, half là phân nửa ha, rồi. Và từ thứ hai là lâu nay em đọc sai, là từ trái tim em đang đọc là his, À, là chứ nó đọc là heart. đúng rồi, more heart, đúng rồi. Thành ra mình nghe my heart will go on đó, nhớ không ha? Đời Dạ. heart. Rồi, còn gì nữa không? Dạ không ạ. Ok, thank you. Rồi, tốt lắm đó. Hỏi vậy để chúng ta chú ý cái bài học của mình. Rồi, cảm ơn các anh chị rất nhiều. À, hẹn gặp lại các anh chị hôm sau. Thank you. See Cảm you ơn thầy ạ. next time. Rồi, thank you.